Xin chào các bạn đang theo dõi video của xe điện motor điện. Kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm xe 3 4 bánh, máy điện và máy xăng bên mình đều cung cấp. Video hôm nay mình xin chi tiết cho các bạn bộ động cơ 175cc 175 phân khối sử dụng hệ thống làm mát bằng két nước. Ở đây là một cái loại máy đứng có dung tích là 175 phân khối và đầu trơn. Máy này thì còn rất nhiều phụ kiện phải đi kèm nữa, nhưng đây chỉ cơ bản về bộ máy và bộ nước làm mát. Còn ngoài ra nó còn đi kèm theo rất nhiều thứ nếu như các bạn mua theo, như là mô bin, IC, dơ le, lạp, ga, côn, dây điện và những cái bộ công tắc nữa, rất là nhiều thứ nữa. Các cái dòng máy này thì các bạn cứ yên tâm sử dụng, bởi vì nó chuyên được đóng cho dòng xe lôi, đã kiểm định chất lượng bằng thực tế, các bạn cứ yên tâm sử dụng, không cần phải để ý. Có những dòng máy thực sự thương hiệu nhưng lại được ít sử dụng, cho nên chất lượng thì cũng chưa thể khẳng định bằng những cái dòng máy đã được sử dụng rất là phổ biến. Các bạn có thể để ý trên những cái dòng xe lôi, xe ba bánh, người ta rất hay sử dụng những cái dòng máy này. Máy này là máy có côn tay. Trục của nhông là trục 19mm. Có thể sử dụng số phụ, số lùi bình thường hoặc là số lùi có số phụ, kết hợp với lại những cái dòng cầu hai số nữa, tải trọng có thể chở được lên 1,5 tấn, 2 tấn là chuyện bình thường. Còn đối với nhu cầu chở khoảng 1 tấn thì ta chỉ cần sử dụng một cái cầu có số phụ hoặc là một bộ số lùi có số phụ là đủ. Còn đối với nhu cầu chở khoảng 5 tạ thì chỉ cần máy bình thường, số bình thường là đạt yêu cầu. Máy có 5 số và một số mo nữa là 6 số. Máy có 5 số các bạn nhé, thêm một số mo nữa. Đây, có chứng chỉ về chất lượng đàng hoàng. Đấy, đây chính là cái chứng chỉ về chất lượng của máy. Ủ đề đây, đây là chân số và chân dẫn nổ. Còn đây là củ đề. Máy rất là đẹp. Hai bên của nó là cái quạt và cái két nước. Các bạn mua máy này thì nếu cần mua thì bên mình có cung cấp cả cái bệ máy chống rung luôn. Đấy. Có cả bộ bệ máy chống rung dành cho cái con động cơ 175 phân khối này. Ở cái video trước thì có làm một cái video về cái bệ máy chống rung của cái máy 125. Thì bên mình sẽ làm một cái bệ máy chống rung của cái thằng máy 175 nữa. Nhưng mà cơ bản thì nó giống cái bệ máy chống rung của 125 thôi. Mọi chi tiết đặt hàng xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy video hay, các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ và xem nhiều video khác hơn. Thì các bạn có thể vào website xe điện motor điện.com hoặc
tìm kiếm trên YouTube theo số điện thoại 0983818955, hoặc có thể xem nhiều video khác bằng cách bấm vào tên kênh ở phía dưới video xe điện motor điện, bấm vào đó và bấm vào mục video thì sẽ được xem toàn bộ các video, nhưng đấy chưa phải là tất cả các sản phẩm. Còn rất nhiều sản phẩm khác kênh chúng tôi chưa kịp đăng lên. Có nhu cầu thì các bạn có thể yêu cầu gọi điện ngoài để kiểm tra tình trạng hàng và giá cả. Xin cảm ơn các bạn.